Chào tất cả anh em đến với kênh VN Gaming. Thì như anh em cũng đã biết, hiện tại thì Tốc Chiến cũng như Đấu Trường Chân Lý Mobile vẫn chưa ấn định được ngày ra mắt phát hành tại Việt Nam. Đấu Trường Chân Lý Mobile thì đang phát hành ở một số khu vực. Còn đối với Tốc Chiến thì ngoài việc một số cái bản test beta được thử nghiệm ở một số khu vực trên thế giới như là Brazil này hay là Trung Quốc thì vẫn chưa có một tin tức nào về cái việc phát hành nó. Nhưng mà hiện tại thì ở trên mạng, đặc biệt là trên các trang mạng bên Trung Quốc cũng đã rò rỉ rất nhiều hình ảnh về tựa game này, đặc biệt là trên các trang như là TikTok hay là YouTube của Trung Quốc. Thì qua một thời gian tìm kiếm thì mình cũng đã thấy được một video cũng khá là chi tiết và rõ nét về một người chơi Master Yi phiên bản bên Trung Quốc. Thì mình có lấy video này về và edit lại để cho anh em cùng xem những hình ảnh mới nhất này. Thì anh em cùng xem thử nó có gì mới so với bản PC hay là hình ảnh nó như thế nào, có được như chúng ta đã từng nghĩ không. Ok, giờ chúng ta xem nó có gì đặc biệt nhé.